Hiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Thì sáng nay có một cái sự cố xảy ra cô chú anh chị làm Hiện Tiên rất là buồn và đang rất là căng thẳng luôn. Và tại vì cái mic thu của Hiện Tiên nó bị mất rồi cô chú anh chị. Nguyên nhân là mỗi sáng thì Hiện Tiên để cái mic hơi xa thì nó không có lúc sống được cô chú anh chị, để lén chỗ của chị Bích đứng á cô chú anh chị. Thì Tiên quét cái con đường của cộng 5, thì sau khi mà quét đến đây á thì Tiên bỏ cái mic, bỏ cái mic ở đây để Tiên ra ngoài đó quét để không có bị mất sóng của chú anh chị, bởi vì mất sóng là Tiên sẽ bị nói không có, cô chú không có nghe rõ, là không có tiếng luôn. Nhưng mà không biết sao nữa, sau khi mà Tiên đi vô Tiên cũng quên lấy đó, thì vừa ra phía ngoài bên đó có cái bộ cái đá thì mấy anh em thường đi chỉnh liếp đó cô chú anh chị, thì ra phía đó là Tiên mới sực nhớ là cái có cái mic nó mất tiêu, tính lấy gia cấp thì bây giờ nó mất rồi, thì mình mới sực nhớ là ở trong này. Thì vừa chạy vào cách chừng 10 phút chứ nhiêu đâu, thì bây giờ là tìm không ra luôn cô chú anh chị, mất luôn rồi. Mà hôm nay thì khán giả thì vẫn chưa đến, sáng giờ là chỉ có mấy anh chị và Tiên cũng không có thấy ai đến đây, chỉ có là bên ekip và YouTube ở đây thôi. Không biết là nó lạc hay nó mất ở đâu rồi, không biết sao nữa. Và bình thường là Tiên cũng đâu có bị cái tình trạng này đâu. Nãy 15m chửi Tiên, nói Tiên là sao không đeo mic vô mà để ở ngoài rồi bây giờ rớt ở đâu mất tiêu. Nhưng mà thật sự là Tiên để ở đây và chỉ sợ là nó bị mất sóng rồi vào thì cô chú nói chuyện thì không có nghe, chứ Tiên không phải là để bậy bạ, tại vì mic làm của mình là mình để ở trên cổ đó cô chú anh chị, mình đâu phải là cố ý đâu. Giờ là mất tiêu rồi, tại vì cái bộ mic của mình là mua khoảng 1,4 triệu lần cô chú anh chị. Mà làm YouTube thì kênh của Hiện Tiên làm thì đâu được để mua một cái bộ mic, bữa giờ chưa tiền không đủ mua mic luôn á, thì kênh rất là nhỏ. Mới sáng sớm mãi buồn ghê luôn. Bây giờ là kiếm không ra nữa, không biết là lạc ở đâu rồi nữa. Bây giờ là không có ra luôn cô chú anh chị. Hồi nãy là Tiên rõ ràng là Tiên để ở đây luôn, cái mic thì nó ngắn cỡ chừng này ha, thì mình để ở đây là nó vừa y luôn, làm sao mà nó rớt được, để ngay đây luôn nè, mà bây giờ là mất tiêu. Bên đây kia và lại YouTube là mới tới không rồi cô chú anh chị, chứ không có ai tới hết đó, mà bây giờ là kiếm không có luôn, không biết ai lấy nữa hay là bị rớt ở đâu. Nói chung là ở đây mình làm sao thì những người cô chú khuất mày khuất mặt thì người ta cũng biết hết rồi cô chú anh chị. Để đây nè. Để đâu? Tại cái mic nó ngắn như thế, để đây làm sao mà rớt được. Nãy là thôi em để đây. Để gì ngày nào cũng để cái điện thoại trong đó đó. Rồi ra để quét.
Em mất sống thì hay nói chuyện của chú không có nghe. Thường nhiều khi nó quên nữa. Cái má để đây à. Thì vô đó các cây chổi đi ra ngoài kia là mới nhớ lại chưa được 10 phút luôn á. Ngay chỗ này ha. Mà ngồi em để nhắc lên đây nè, làm sao mà rớt được. Thì sớm giờ bỏ vô cái áo không kia đâu. Nó không hôn được. Thôi đây là chớp đèn à, đâu có hôn được đâu. Còn cái mà. Nhưng mà ý là mình tức vợ kiếm 4 cây luôn cũng có nữa đó. Bình thường cứ đẩy cây đó không à. Sáng nay em cũng bỏ đấy hả? Có khi thì bỏ, có khi thì không có bỏ. Mà bữa nay là mới vừa bỏ luôn, còn nhớ kỹ lắm. Bỏ đây nè, xong mà quét ra ngoài đó. Đi vô các cây chổi rồi đi ra ngoài kia thôi. Còn giờ sống. Còn sống chứ. Đi ở đây là mất sống hả? À. Rồi đi vô rồi đi ra mất tiêu luôn. Ờ. À. Mà chưa được 10 phút luôn á. Thì quên, nhưng mà ra ngoài thường thường xong rồi tắt cái, có khi thì có quên tắt, có khi thì đại cái bắt đầu bữa nay bỏ đi, tính bỏ vô trong cái hộp để sạc nó lại thấy nó đâu mất tiêu mới nhớ lại là đã chạy ra đây có đâu. Mạnh máy mình thì nó không chịu kết nối xa vậy đâu, còn máy người ta nó kết nối vậy đó. Thôi vậy cái video đến đây kết thúc nha cô chú anh chị. Tiên em rất là buồn. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành.